Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 17 tháng 2 năm 2009, nhân khóa tu Phật thất lần thứ 55, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Phật pháp nhiệm màu. Đến chứng minh và tham dự trong chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 18, chúng con xin được cung kính giới thiệu có sự chứng minh và tham dự của Thượng tọa Thích Chân Tín trụ trì chùa Hoằng Pháp. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Ngộ Chân Thành trụ trì chùa Giác Hạnh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Thích Trung Đạo, nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử tham dự khóa tu Phật thất chính thức dự thính trong chương trình chiều hôm nay. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, có được thân người là một phước báu lớn, nhưng điều đáng quý hơn là biết và hiểu được lời Phật dạy để sử dụng thân này mà hành trì tìm về nẻo giác. Thân thể có khỏe mạnh thì tu học mới tốt. Nên bao giờ cũng vậy, sức khỏe đóng vai trò rất quan trọng. Nếu như người thế gian xem sức khỏe quý như vàng, thì đối với người xuất gia, xem nó cũng không kém phần quan trọng, quý như hột xoàn kim cương vậy. Bởi lẽ ta vẫn biết tuy thân này là vô thường giả tạm, không cần phải o bế trau chuốt quá nhiều, nhưng ngày nào còn sống ở thế gian này thì nó chính là phương tiện hoàn hảo nhất để chúng ta có thể nương tựa, xem đây như một chiếc thuyền duy nhất để vượt qua biển sinh tử. Chính vì lẽ đó, trong chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 18, chúng ta cùng gặp gỡ trao đổi với Thầy Thích Trung Đạo. Được biết trước đây, Thầy vốn là một võ sư, kết hợp với việc luyện tập khí công và thái cực quyền, nên thân thể được khỏe mạnh. Đặc biệt trong quá trình hành trì lời Phật dạy, đạt được nhiều thành tựu, mang lại lợi ích cho nhiều người. Với tinh thần từ lợi, lợi tha, Thầy đã không quản mọi khó khăn, Phật sự đa đoan, đường xá xa xôi, từ nước Mỹ về đây với mong muốn được chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm, cũng như hướng dẫn quý Phật tử nhiều nơi biết được phương pháp luyện tập khí công, ngõ hầu hỗ trợ cho việc tu hành ngày càng thăng tiến trên bước đường tu nhân học Phật, giải thoát những khổ đau, ràng buộc kiếp con người. Bây giờ, để hiểu rõ hơn, xin Thầy hoan hỷ cho biết đôi nét về bản thân từ tuổi thơ ấu đến lúc trưởng thành được không ạ? Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư tôn đức và tất cả các đại chúng, Trung Đạo rất là hân hạnh có duyên lớn để ngồi đây mà có cơ hội chia sẻ với tất cả các vị. Nếu mà có cái điều gì mà Trung Đạo hơi sai sót, cầu mong là quý vị tha thứ cho nha. Trung Đạo vốn xuất thân từ gia đình Thiên Chúa giáo, bố là người Bắc vào Nam trước 1945, ông nội và cô chú di cư vào Nam trước năm 54. Mẹ sinh trưởng ở Tân Sơn Hòa, tức là quận Tân Bình bây giờ. Trong gia đình có tất cả là 17 anh em. Đừng có cười. Tại vì theo cái truyền thống và tin tưởng của người Thiên Chúa giáo là bố Trung Đạo nói Chúa cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Càng có con càng đông thì phước đức càng nhiều. Trung Đạo là người con thứ 7, 12 anh em trai và 5 chị em gái. Và Trung Đạo là người duy nhất sống ở hải ngoại. Xuất thân trong gia đình Thiên Chúa giáo, sinh ở Sài Gòn, nhưng được đi học ở tỉnh Kon Tum, học ở trường La Sang, tức là trường dòng Freer của bên Thiên Chúa giáo. Trường có tên là trường La Sang Kim Phước ở tỉnh Kon Tum, bây giờ hình như là gọi là Gia Lai hay sao đó, thầy cũng không biết. Rồi cho đến năm 1972 thì Trung Đạo được trở về Sài Gòn, sống gần gũi gia đình và tiếp tục đi học. Xuất thân là một võ sư trong nhiều năm, luyện võ từ năm 12 tuổi, năm nay là được hình như là 44 năm rồi phải. Thì Trung Đạo vẫn còn đang tiếp tục hướng dẫn và dạy cho tất cả người Mỹ và người Việt ở hải ngoại tập khí công và luyện thái cực để giữ gìn sức khỏe trong việc tu tập. Trong thời gian mà học tại trường trung học ở La Sang, Kon Tum á, thì bố mẹ thì rất là bận rộn trong cái việc làm ăn, còn anh chị thì sống rất là hoang phí. Em út thì không có ai chăm sóc,
cho nên sự giáo dục hoàn toàn để cho trường lo. Ở trong cái trường mà trung đạo học hồi nhỏ đó, cái phương pháp duy nhất mà để mà trừng trị cái học sinh đó là đánh đòn. Khi có lỗi lầm thì phe đánh, đôi khi ông cũng đánh quá tay. Mà trung đạo là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong những trận đòn, bây giờ chắc lẽ mình phá quá mà mình không biết. Đi học, đi đến trường thì sợ hãi cũng là vui, lo âu là bị đòn bất cứ lúc nào. Rồi trong những cái gọi là chống đối, bất mãn âm thầm nó kéo dài trong đời sống thiếu niên của mình đó, tính tình mình trở nên hung tợn, lầm lì. Mà khi mà đi đánh võ đài hay là đi đấm đấu với ai là ra tay đánh cho nó đã. Giống như mình trả thù mà cái thù này không biết cái từ đâu mà đến mà mình cứ lựa người ta mình đập cho nó đã tay. Đập chừng nào mà người khác nhảy vô can thì mới ngừng, còn không thì tiếp tục đập. Mà rất là vui vẻ để đập người ta đó. Giống như mình một cái mối thù gì đó mà mình không biết. Nhưng sau này mình biết tại sao mình có những cái tính hung tợn dữ dằn như vậy. Trong là lúc mà còn đánh đấu thì 1973 trung đạo được dự một cái giải vô địch ở Việt Nam là toàn quốc về đánh võ. Cái tính hung tợn này nó vẫn còn, nó có theo đuổi mình hoài. Đánh người ta một cách hăng say, khi mà trọng tài nhảy vô can thì lúc đó trung đạo đang đè đầu cái anh võ sĩ kia, rồi cái tay thì cầm sợi dây của cái vòng đài là cứa cổ anh. Mà mình không biết tại sao mình làm vậy. Trọng tài nhảy vô nói bộ muốn giết người ta hả? Khi mình giật mình lại thì mình thấy ồ tại sao mình làm như vậy. Cuối cùng mà đánh nửa chừng thì mình đánh ra rụng răng. Mà mình cũng không biết tại sao mình đánh ra rụng răng á. Nó giữ đến cái mức mà mình không có kiểm tra được mình á. Thì sau này trung đạo bắt đầu mà mình tìm hiểu được cái Phật Pháp á, thì trung đạo mới hiểu được tại sao mình bị hung tợn như vậy, dữ dằn như vậy, thích đánh người ta đau. Chẳng qua là những cái sự bất mãn âm thầm, chống đối âm thầm nó cứ để trong lòng mình hoài. Mình không có cơ hội bộc lộ hay chia sẻ. Thật ra mình đưa ra bằng những cái hành động đánh đập người ta cho người ta đau đớn, để mà mình làm cho nó vơi nhẹ cái sự uất ức của mình trong nhiều năm. Khi mà trung đạo hiểu được điều này, trung đạo bắt đầu biết sám hối, biết ăn năn, không có lặp đi lặp lại những điều đã làm, không đánh người ta đau, làm những gì lợi lạc cho người ta thì làm, chuyển hướng cuộc sống của mình, không có dùng những cái lời, những cái hành động, những cử chỉ, những sự suy nghĩ của mình làm đau lòng người khác, hoàn toàn thay đổi cuộc sống. Nhờ như vậy mà trung đạo mới có ngày hôm nay, mới có cơ hội ngồi đây để chia sẻ với tất cả các vị. Vâng, kính thưa đại chúng, cha mẹ nào cũng thương con, tuy nhiên sự cư xử của cha mẹ đến người con không phải lúc nào cũng đúng. Ở gia đình thầy trung đạo có quá đông anh em, suýt tí nữa là thành lập được cả hai đội bóng đá vì có tới 17 người con. Với cuộc sống mưu sinh, cha suốt ngày phải bần rộn, đầu tóc mặt tối với công việc để kiếm từng đồng tiền về lo cho cả gia đình. Còn nhắc đến việc học tập ở nhà trường, riêng thầy cảm thấy chính bản thân mình không thể nào thích nghi được, nên dường như lúc nào cũng phập phồng lo sợ mỗi khi cấp sách đến trường. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã gây ra khá nhiều áp lực cho cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, và rồi bao ý nghĩ chống đối được hình thành và tồn tại. Sự bực bội khó chịu làm cho bản tính ngày càng nóng giận, mà đôi khi quá hung dữ, có khi là chính bản thân mình không kiềm chế được như thầy vừa trình bày. Vâng, đó là vài nét về những ngày tuổi thơ mà thầy đã trình bày. Còn bây giờ thầy có thể cho biết vì sao vốn theo đạo Thiên Chúa giáo, nguyên nhân động lực gì thầy lại chuyển hướng sang Phật giáo và trở thành tu sĩ Phật giáo? Xin thầy hoan hỷ chia sẻ cùng quý Phật tử nơi đây. A Di Đà Phật. Vốn xuất thân từ một gia đình Thiên Chúa giáo, đi học ở trường La Sang, một trường rất là nổi tiếng về giáo dục và kỷ luật, sống và làm theo sự hướng dẫn của các thầy, tin tưởng và sự dìu dắt của các thầy, không được phép tìm hiểu về giáo lý của những cái tôn giáo khác. Nhưng mà học sinh hay là bất cứ một ai mà đi tìm hiểu về một cái tôn giáo khác thì mình sẽ cho là ngoại đạo, có nghĩa là mình không được phép tìm hiểu hay qua lại. Ngay cả trong gia đình cũng vậy, nếu mà anh chị em mà muốn lấy chồng lấy vợ là phải lấy cùng tôn giáo, chẳng hạn là không được phép lấy Phật giáo hay bất cứ một cái tôn giáo nào khác. Thì
trong cái hoàn cảnh sống như vậy, trong trường học thì như vậy, ở nhà thì anh chị lớn đó rất ăn chớ, rất là hoang đàng, không có để ý thêm Út. Trung Đạo là người chống đối, không chấp nhận cuộc sống của anh chị, và trong trường học thì cũng không thích bị áp đặt. Thành ra cái sự chống đối âm thầm và cái bị áp đặt nhiều năm như vậy, thành ra Trung Đạo cái tính tình trở nên nó kỳ cục, kéo dài cho tới sau năm 75 thì cuộc sống nó càng tệ hơn, cái sự chống đối nó càng lớn hơn. Thì Trung Đạo mới có cái khuynh hướng là đi tìm hiểu những cái tôn giáo khác. Sau khi năm 1975 thì 2 năm sau Trung Đạo không còn đánh đấm nữa, nghỉ 2 năm không đánh đấm. Nhưng mà có một cái cơn bệnh rất là đột ngột xảy đến mà mình cũng không biết từ đâu. Lúc đang ngồi đánh đàn á, thì chợt nhiên mình có cảm giác là ở cái bụng ngay chỗ cái chấn thủy mình nó đau, đau kinh khủng lắm. Rồi mình không có thở được, tức thì luôn. Một cái là Trung Đạo không đi đứng được, người ta phải dẫn về để lên cái giường nằm đó. 3 ngày liền không ăn, không ngủ, không nhúc nhích cục kịch, chỉ nằm đó. Nếu mà bên cạnh mình có ai cười nói lớn mình cũng đau, người ta giỡn mình cũng đau, người ta đụng cái giường mình cũng đau. Mình đau đến cái độ mình không dám rên, rên sợ nó đau, nó đè luôn cái lá phổi rồi đè luôn cái tim, không thở được, không ăn được. Cũng nhờ cái cơn đau 3 ngày cho nên cuộc đời Trung Đạo mới có cái khuynh hướng thay đổi rất là lớn, thay đổi rất là nhiều. Chỉ trong 3 ngày thôi mình mới cảm nhận được, mình biết được cái gì là quả báo. Trong những năm đánh đấm á, đánh cho người ta thật đau, vui vẻ, rất là hãnh diện khi đánh được người ta. Bây giờ một cái mình nó đến với mình thì mình cảm nhận là không ai đánh mình mà tự mình đau, mà cái đau khủng khiếp chỉ có mình mới hiểu được cái đau này thôi. Mình mới kiểm nghiệm lại mình đã từng làm cho người khác đau, thì bây giờ cái đau này chính là mình là người phải chịu đựng. Mình mới hiểu được cái luật quả báo không tha thứ cho bất cứ một người nào. Luật quả báo không bao giờ bỏ qua cho ai, hả? Mình làm mình phải chịu. Khi tìm hiểu được Phật Pháp, hiểu được giáo lý của nhà Phật thì Trung Đạo đã hiểu được tại sao mình bệnh và làm cái gì để không còn tiếp tục sống như những ngày trước đã sống. Trung Đạo biết sám hối, biết ăn năn, biết ngừng tạo tác, nghĩ, làm, nói những điều có lợi lạc cho bá tánh, không có dám lặp đi lặp lại những điều đã từng làm trong quá khứ, thay đổi cuộc đời hoàn toàn. Đi tìm hiểu về Cao Đài Hòa Hảo, cũng ăn chay, cũng niệm Phật. Sau thì tìm hiểu được giáo lý của Phật và có quen biết được một vị cư sĩ. Vào đầu năm 1977 có qua lại vị cư sĩ này, là cư sĩ của Phật giáo. Trong khi tìm hiểu và qua lại vị cư sĩ này thì vị này dìu dắt và chỉ dẫn cho Trung Đạo học tập và hướng dẫn Trung Đạo theo cái cách mà vị này đã từng sinh hoạt, sống như vậy. Thì cho đến cuối năm 1977, Trung Đạo chính thức trở thành cư sĩ của Phật giáo và bắt đầu tụng kinh, niệm Phật, ăn chay trường cho đến ngày hôm nay. Còn riêng gia đình mình á, thì anh chị cứ tiếp tục sống như vậy hoài, không thay đổi. Mà anh chị mình sống nó thành thói quen, thì nó không biết mình đã tạo lỗi lầm, không biết ăn năn, không biết sám hối. Lâu lâu thì nếu mà ai nhắc nhở thì lên nhà thờ đi xưng tội. Khi xưng tội về rồi thì cũng chứng nào tật nấy, không thay đổi. Trung Đạo không có đủ khả năng để mà mình hoán cải hay sửa đổi anh chị mình, cho nên Trung Đạo quyết tâm chuyển hướng cuộc sống của mình, trau dồi đời sống tâm linh của mình nhờ sự hướng dẫn của vị cư sĩ đó. Cho nên Trung Đạo ngồi xuống tụng kinh niệm Phật rất là tinh tấn và năng nổ. Trung Đạo ra mặt cho gia đình biết là Trung Đạo không đi theo lề lối của gia đình nữa, mà Trung Đạo trở thành một cư sĩ của Phật giáo, ngồi thiền tụng niệm liên tục không ngừng nghỉ. Năm 1980, Trung Đạo đi trở về Cần Thơ với lại ông anh ấy làm việc cho ông anh một thời gian ở đó. Thì lại quen biết một vị cư sĩ khác. Vị cư sĩ này mới dẫn Trung Đạo đến gặp một vị sư. Ngài tên là Thích Huyền Chi, ở một cái xã rất là nhỏ và ở ẩn. Vị này sống rất là đạm bạc, đơn giản. Thì Trung Đạo qua lại với vị này, học hỏi từ nơi vị này. Từ nơi cái vị sư này, Trung Đạo học hỏi rất là nhiều. Chính vị sư này đã khai tâm mở trí cho Trung Đạo và khiến cho Trung Đạo tiếp nhận được cái giáo lý của nhà Phật ngay từ lúc đó. Và Trung Đạo xin được thọ giới từ nơi vị này ở cuối năm 1980 và thọ giới sa di từ nơi vị này. Thì mấy năm sau, vị này đã đi vào núi Cấm ẩn tu.
Kể từ đó tôi đi trung đạo chính thức trở thành tu sĩ, và gia đình bị sốc rất là nặng, bởi vì một đứa bé rất là ngoan đạo trong trường, là nằm trong ban thánh ca của trường, và bây giờ tự nhiên quay lưng lại 180 độ. Cha mẹ, cô chú, nhất là cô với chú, lúc nào cũng cằn nhằn bố mình, là bố mình là đẻ là đứa con ngoại đạo, phản bội gia đình, phản bội Chúa, không theo tập tục lề lối của gia đình. Gia đình càng nói chừng nào trung đạo càng tinh tấn chừng đó, gia đình càng chống đối trung đạo càng năng nổ. Trung đạo muốn chứng minh một điều là những gì mà mình tự tìm kiếm, những gì mà mình muốn tu học, muốn trở thành một người tốt, không phải người khác bắt mình làm là được, mà mình phải tự lực cánh sinh, phải tự tìm hiểu, tự học hỏi, tự mình phải nhìn thấy được cái chân lý mà mình đang theo đuổi. Gia đình không làm gì được cả, nhưng mà những có cái thái độ không đồng ý, không chấp nhận của trung đạo cũng làm ngơ, cũng yên lặng mà hành trì, chứ không có những cái hành động hay là những lời nói mà chống lại gia đình. Thì dần dần thì gia đình cũng quen. Thì sau đó trung đạo đi qua Mỹ. 16 năm sau trở về gia đình thì trung đạo đi làm từ thiện, hướng dẫn anh chị em trong nhà cũng đi làm từ thiện. Dần dần thì gia đình thấy những việc làm mình rất là lợi lạc cho những người xung quanh. Cho nên gia đình không còn cấm cản như anh chị em qua lại những tôn giáo khác. Bây giờ là cả nhà trung đạo không ai đi nhà thờ nữa, không có người nào đi nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, Phật Pháp thì rộng sâu như biển cả, đòi hỏi chúng ta phải có niềm tin kiên cố mới đạt được đạo. Nhưng tin như thế nào, điều đó rất quan trọng. Trong kinh Tăng Chi Bộ tập 1, Đức Phật có dạy: Này các thiện nam tín nữ, khi nghe một điều gì, các vị phải quan sát, suy tư và thể nghiệm. Chỉ khi nào sau khi kiểm nghiệm, quý vị thật sự nhận thấy lời dạy này tốt lành, đạo đức, hướng thiện, chói sáng và được người trí tán thán, nếu sống và thực hiện các lời dạy này sẽ mang lại hạnh phúc an lạc ngay hiện tại và về lâu về dài, thì quý vị hãy đặt niềm tin bất động và thực hành theo. Đức Phật không dạy chúng ta phải tôn sùng Ngài một cách mù quáng để rồi Ngài sẽ ban ơn giáng họa cho. Thế nên mọi người phải tự thắp đuốc lên mà đi. Đau khổ hay hạnh phúc là ở mỗi chúng ta. Đức Phật là người đã giác ngộ và Ngài chỉ ra đây là khổ và đây là con đường diệt khổ. Đi hay không là ở mỗi chúng ta. Ở thầy trung đạo cũng vậy. Tin và thực hành Phật Pháp không phải vì mê tín nhất thời hay do mù quáng, mà có lẽ với duyên lành đã gieo trồng từ nhiều kiếp. Qua một thời gian khá dài tìm hiểu giáo lý của các đạo, may mắn thầy gặp được bậc thiện tri thức khai thị. Thêm vào đó là căn bệnh kỳ lạ không rõ nguyên nhân, làm cho thân thể thầy đau đớn không thể tả xiết. Từ đây thầy chứng nghiệm thực tiễn hơn về diệu lý nhân quả, nghiệp báo luân hồi trong giáo lý nhiệm màu của đạo Phật. Đó là một trong những tiền đề căn bản làm cho hạt giống Bồ đề trong tâm hồn thầy được nảy mầm và tăng trưởng trên bước đường hướng thiện, hướng thượng. Có thể nói giá trị hiện tại và thiết thực của Phật Pháp là đây. Vậy kính bạch thầy, sau khi chuyển hướng sang Phật giáo và trở thành tu sĩ Phật giáo, thầy có gặp khó khăn cản trở gì từ phía gia đình và người thân? Thầy có muốn hướng gia đình theo Phật giáo không ạ? Xin thầy chia sẻ. Và thật sự khi mà trung đạo trở thành tu sĩ của Phật giáo, cái lòng của trung đạo lúc nào cũng muốn gia đình mình làm cái gương cho anh chị em, bởi vì những ông anh bà chị mình đã là không thể nào mà mình sửa đổi được. Cho nên chính bản thân mình muốn dìu dắt những đứa em còn lại đó, mình phải làm gương. Nên trung đạo rất là năng nổ trong việc tu tập. Bên cạnh đó thì sự chống đối của gia đình nó vẫn càng ngày càng lớn. Nhưng mà trung đạo không thối chí, cứ tiếp tục học hành, tiếp tục tụng niệm. Thực sự thì gia đình không có làm áp lực lớn với trung đạo, nhưng mà cái thái độ cử chỉ của gia đình đó thì không đồng ý chấp nhận sự việc không thể nào xảy ra trong cái gia đình này. Cha với cô á, khi mà lúc mà trung đạo ngồi mà tu học á, thì bố mình với cô á, đứng ở cửa sổ nhìn vào coi cái ông thầy chùa này ông làm gì mà ông tụng kinh gõ mõ tối ngày.
họ không nói ra lời nhưng mà thái độ của họ là chắc chắn là không chấp nhận mình rồi, vì nó khó coi quá, không bao giờ một tiếng mõ tiếng chuông trong nhà như vậy được. Thì vì theo cái lề lối tập tục của ông nội á, là tối trước khi đi ngủ là tất cả các anh em đều phải tụ tập lại rồi cầu nguyện xong rồi đọc kinh xong mới đi ngủ, rồi cuối tuần là phải đi lễ sáng chủ nhật. Trung đạo thì hoàn toàn cắt hẳn sự liên lạc này, không qua lại, cũng không ngồi đọc kinh với gia đình, rồi cũng không có đi lễ ngày chủ nhật. Vì gia đình mà càng làm mà có thái độ mà càng không đồng ý, trung đạo càng tụng kinh nhiều hơn, càng cầu nguyện nhiều hơn, để mong làm sao mình có đủ cái lực để mình hoán chuyển tâm thức của anh chị em trong nhà. Thì cuối cùng bố mình là người đầu tiên mà chấp nhận cho mình sống trong cái đời sống này. Bố mình rất là hoan hỷ và biết con mình đang tìm con đường tốt đẹp hơn, lợi lạc hơn, mà bản thân bố không thể nào mà giúp con được. Và bố rất là hiểu con đường của bố đi đã nhiều năm, bố rất là hiểu bản thân của bố đã lần quần trong cái cuộc sống đó mấy chục năm trời, mà những đứa con lớn của bố không hướng dẫn được, vì bố không bao giờ trực tiếp, không có thời gian trực tiếp để dạy dỗ con cái. Còn những đứa em còn lại thì do trung đạo hướng dẫn. Những gì mà trung đạo học hỏi được từ nơi giáo lý của Phật, trung đạo không có biểu lộ, không có giải thích được mấy em, nhưng mà trung đạo sống để biểu lộ và hướng dẫn các em bằng cái hành động kéo dài rất là nhiều năm. Nó từ từ nó thấm dần. Trung đạo không có nói ra cái giáo lý của bên Thiên Chúa giáo hay là nói ra bên này để mà mình cho mấy em thấy bên nào hơn bên nào không có. Trung đạo hoàn toàn sống để biểu lộ không thôi. Mỗi một ngày một chút làm những việc lợi lạc cho nó thấy, rồi từ Mỹ trở về hướng dẫn nó làm việc từ thiện cho nó thấy. Thậm chí trung đạo còn năn nỉ tụi nó thắp nhang niệm Phật, năn nỉ tụi nó đi chùa, dùng cái phương tiện này phương tiện kia để giúp đỡ tụi nó phát tâm. Thường xuyên là trở về Việt Nam là năm 2000 cho đến bây giờ đó, thì hầu như các em nó làm được rất là nhiều việc lợi lạc và tự nguyện đi làm. Bây giờ tụi nó tự nó hiểu nhiều điều hơn là mà trung đạo dạy tụi nó. Bởi vì tự bản thân mình tìm hiểu á, thì việc làm nó rất là lợi lạc. Chứ còn người khác bắt buộc mình làm hay là đặt áp lực cho mình làm thì mình không có phát tâm được, mình chỉ làm theo lệnh thôi. Trung đạo đã từng bị như vậy lúc còn niên thiếu, nên trung đạo không có chấp nhận. Tại vì cái chỗ trung đạo có kinh nghiệm trong sự áp đặt đó, cho nên trung đạo không có áp đặt lại những đứa em của mình hoặc là những người đi theo mình tu học. Trung đạo luôn luôn để cho người ta có một cái chỗ trống để người ta tự mình nghiệm ra những điều mà người ta đang làm. Mà khi nghiệm được những điều mình đang làm rồi đó, thì mình thấy nó rất là hoan hỷ hạnh phúc. Bởi vì những điều mình đang làm rất là lợi lạc, không những cho mình, cho người. Thì bây giờ trong gia đình trung đạo là các em có thể lấy chồng lấy vợ với những người khác tôn giáo của mình, đồng thời có một vài anh em là thắp nhang cầu nguyện và đi chùa. Trung đạo cũng mong được cái điều này là nó sẽ lớn dần cho cả nhà. Rồi anh em của trung đạo cũng mong rằng họ sống giống như trung đạo đang sống, cũng mong họ làm những điều mà trung đạo đang làm, là biết thương yêu người ta, biết chia sẻ, biết giúp đỡ, làm lợi lạc cho những người xung quanh nếu có cơ hội. Thì cái gì cũng vậy, nếu mà mình cố gắng, mình tinh tấn, mình năng nổ thì kết quả rất là lớn, lớn không thể tưởng được. Khi muốn làm cái gì đó, trung đạo xin các vị hãy để hết cái lòng vào mà làm. Khi mình đặt lòng, cái tâm mình vào việc làm thì những gì mình mong cầu đều được như ý. Cho dù thời gian đầu nó hơi khó khăn chật vật một chút, nhưng mà chúng ta có định lực chừng nào á, thì những cái khó khăn và chật vật nó biến mất mà mình không hay. Và những cái lợi lạc nó từ từ nó đến với mình, càng đến càng nhiều. Những quyền lợi tâm linh sẽ đến vào cuộc đời của mình không ngừng nghỉ, mà mình không thể nào mình ngăn chặn nó lại được. Bởi vì mình càng gửi ra nhiều chừng nào thì lợi lạc tâm linh càng trở về mình nhiều chừng đó. Cái lòng mình càng bỏ ra cho người ta, mình càng nghĩ tưởng đến người ta, mình càng ban rảy tình thương cho người ta, thì cái tình thương và sự chia sẻ khắp nơi sẽ trở về với mình theo cái luật của nó. Mình càng nghĩ tưởng những điều tốt lành chừng nào thì sự tốt lành nó trở về với mình chừng đó. Cho nên quý vị cứ nhớ câu là quả báo là vậy đó. Mình chọi một ra thì nó trở về với mình. Người nào chọi cái nào đó hưởng cái đó. Quý vị nhớ là khi mình trồng một cái cây không phải là ăn một trái đâu, mình ăn năm này sang năm nọ luôn. Thế nên trung đạo cố gắng trồng cái cây yêu thương bác ái từ bi cho chính bản thân mình, rồi trái cây này nó sẽ sinh sôi nảy nở những điều lợi lạc cho chính mình, rồi lợi lạc cho chính những người xung quanh, cho những người gần gũi mình, cho tất cả những ai đến với mình. Trung đạo mong tất cả những người trong gia đình của trung đạo
sẽ làm được những điều này trong tương lai. Và Trung Đạo có khuynh hướng hoán chuyển cái tâm thức của họ để theo Trung Đạo học cho đến cuối đời. Kính thưa đại chúng, như Thầy Trung Đạo vừa trình bày, thì Thầy vốn sống trong một gia đình Công giáo và là một con chiên ngoan đạo. Nhưng khi tìm hiểu và nhận thấy giáo lý của Đạo Phật rất thiết thực, trong sáng, rõ ràng, phù hợp với bản thân mình, nên Thầy mới đặt niềm tin và thực hành theo. Sự chuyển hướng của Thầy đã làm cho gia đình và người thân, thay vì khuyến khích Thầy nên học hỏi những cái hay, cái đẹp để cùng chung sống hạnh phúc, để cùng sống tốt, sống đẹp, sống an lành, thì ngược lại, họ không cần biết đúng sai phải trái như thế nào, cứ mãi chống đối quyết liệt. Đúng là cuộc sống vốn buông màu buông vẻ, đầy dẫy những khó khăn chông gai ở phía trước, không phải con đường nào cũng luôn bằng phẳng để chúng ta tiến bước. Nhưng có phải chăng điều đó như nhắc nhở ta rằng có khó mới ló cái khôn. Nếu có ý chí và niềm tin kiên định cho lý tưởng trong sáng thì sự thành tựu chắc chắn sẽ đến. Tu hành cũng vậy, gặp một chút gian nan mà bắt đầu nản thì hỏng hết mọi việc. Thật hay thay, Thầy Trung Đạo đã giữ vững được niềm tin vào lý tưởng của mình, và điều đó đã làm cho Thầy thành đạt phần nào trong vấn đề tâm linh như Thầy vừa trình bày. Và đúng như nhà thơ Tố Hữu đã từng khẳng định rằng: đèo cao thì mặt đèo cao, trèo lên đỉnh núi ta cao hơn đèo. Để chúc mừng cho tinh thần cao đẹp này, xin đại chúng hãy dành cho Thầy Trung Đạo một tràng pháo tay thật nhiệt tình. Cảm ơn những tình cảm mà quý vị đã dành cho Thầy Trung Đạo. Còn bây giờ kính bạch Thầy, được biết trước đây Thầy đã từng là một võ sư và kết hợp với việc là luyện tập khí công và thái cực quyền. Vậy khi xuất gia Thầy có áp dụng võ công trong pháp môn tu tập của mình không? Mời Thầy chia sẻ nhé. Nam Mô A Di Đà Phật. Thực sự khi mà lúc còn trẻ nhỏ đó, luyện tập võ nghệ á, đầu tiên thì mình nghĩ là mình tập võ nghệ cho nó khỏe. Nhưng khi càng tập luyện, Trung Đạo đặt hết thời gian tập luyện là 8 tiếng một ngày. Mục đích chính của luyện tập võ nghệ 8 tiếng một ngày này để làm sao mà mình hạ được đối thủ một cách nhanh chóng, đánh người ta thiệt lẹ, đánh cho thật là đau. Hạ mình người ta thua là mình rất là hãnh diện, rất là vui vẻ khi đánh được người. Thực sự khi mà còn nhỏ, với cái tư tưởng của mình á, những cái tư tưởng sai lầm của mình không được hướng dẫn, ngay trong trường học cũng không được hướng dẫn. Luyện võ để tranh đấu, để chiến đấu, để đánh đấm, để muốn mình hơn người ta, để không bị thua, làm cho người khác đau, hãnh diện, vui vẻ. Mình vui vẻ trong cái đau đớn của người ta, cho nên cái quả báo trở lại chính bản thân Trung Đạo là Trung Đạo rất là đau đớn. Cái đau đớn này không dám rên, sợ nó đau kinh khủng. Đến bây giờ vẫn còn nhớ cái cảm giác, cho nên bây giờ không có dám dùng những cái kỹ thuật mà đánh đấm người ta để đụng chạm bất cứ một huynh đệ nào hay là những người gần gũi, mà cho dù có những cái lời qua tiếng lại không tốt cũng không bao giờ cử động tay chân để mà làm đụng tới người ta. Tất cả những gì mà Trung Đạo học được từ thời còn nhỏ, bây giờ chuyển hướng qua để mà hỗ trợ cho việc tu học, Trung Đạo sử dụng tất cả những cách điểm huyệt chữa trị, đưa hết vào trong việc hỗ trợ việc tu học, là dùng những cái kỹ thuật đó vào việc cứu người, là đi trị bệnh khắp nơi trên nước Mỹ, hướng dẫn người Mỹ và người Việt luyện tập thái cực khí công, hướng dẫn cho họ tự trị bệnh cho bản thân mình. Đồng thời Trung Đạo cũng gặp rất nhiều vị tu học rất là tinh tấn, thay đổi cả cuộc đời của mình, thay đổi từ thân xác đến tâm hồn, đến trí tuệ. Có những người rất là bệnh hoạn đến gặp Trung Đạo, qua sự hướng dẫn và dìu dắt của Trung Đạo, vừa tập khí công vừa tu học, thì thời gian sau họ rất là khỏe mạnh và vui vẻ, cuộc sống trở lại rất là bình thường. Ngay cả những người Mỹ, quý vị có tin ông họ tụng kinh Đại Bi bằng tiếng Việt, ăn chay trường, mà trước đó họ ăn, họ nhậu, họ hút sách ghê lắm. Khi gặp Trung Đạo thì họ bỏ tất cả và trở thành rất là ngoan đạo, tụng niệm, niệm Đại Bi, niệm Ngũ Bồ Chú, niệm Phật và ăn chay trường. Thì cách đây vài tháng thì Trung Đạo có tiếp nhận một cô đệ tử từ bên Na Uy. Na Uy có bay qua bên Florida. Ở Florida là ngày 21 tây tháng 10, cô ta với lại người chị gặp Trung Đạo ở phi trường, mới đưa Trung Đạo về
nhà của cô và chị, cô chị đó, thì trong 10 ngày thôi, Trung Đạo đã trị bệnh cho cô đó ở Na Uy. Cô tên là Minh Liễu và cô chị tên là Phương, hai chị em. Lần đầu tiên mà gặp Trung Đạo ở phía trường á, thì sắc mặt của hai chị em không được tốt lắm. Cô Liễu á, thì môi không được hồng, mắt thì vàng, mặt thì không được sáng sủa, bệnh hoạn. Còn người chị thì còn tệ hơn, bệnh nặng hơn nhiều. Nhưng sau 10 ngày thì tất cả hai cô đó đều thay đổi rất là nhiều, mặt mày rất là hồng hào, vui vẻ. Chính nhờ Trung Đạo bỏ cái lòng ra trong 10 ngày thôi, bỏ cả tâm trí lẫn tâm hồn ra để lo cho hai vị này, thì kết quả rất là lớn. Cô Minh Liễu theo thầy trở về Cali tiếp tục tập thêm 4-5 ngày nữa. Từ Cali theo thầy về Seattle tập thêm 8 ngày nữa. Và cô trở về Na Uy tiếp tục luyện tập. Trước khi mà gặp Trung Đạo, cuộc đời của cô này rất là tội nghiệp. Cô này không có hạnh phúc với chồng. Chồng là người Na Uy rất là to lớn, rất là ghen tuông, đánh đập cổ rất nhiều lần. Có thể nói là cổ gần chết vì sự đánh đập đó. Bên cạnh đó thì gia đình đối xử với cổ rất là tệ. Gia đình không có trọng cổ, nghĩ là cổ là người không đàng hoàng. Nhưng từ khi gặp Trung Đạo rồi, cô quay trở về Na Uy, siêng năng tu tập và luyện khí công. Thời gian đầu người chồng rất là chống đối và có những thái độ rất là kỳ quặc, không có chấp nhận cho cô này tu học như vậy. Thì cô này gọi phone cho thầy, thì thầy mới chỉ cho cô cái cách cầu nguyện và tụng niệm để làm sao người ta không làm phiền mình. Thì trong vài tuần thôi thì ông chồng để cho cổ yên. Đồng thời gia đình ở bên Đức, cô qua thăm thì gia đình thay đổi thái độ cư xử với cổ, rất là kính trọng và quý mến cổ. Bởi vì cuộc đời của cổ rất là năng nổ trong việc tu tập, mà gia đình nhìn thấy sự thay đổi rất là lớn trong cuộc đời cô này. Cho nên gia đình hoàn toàn thay đổi thái độ đối xử với cổ. Mà cổ không bỏ công, bỏ tiền. Cách đây 3-4 ngày cô bay từ Na Uy về tới đây để trợ duyên Trung Đạo, để mà thực hiện cái Phật Pháp nhiệm màu này. Cô Minh Liễu luyện tập khí công và tu niệm Phật trong vòng 3 tháng thôi, cuộc đời và sức khỏe cô hoàn toàn thay đổi. Cổ có mặt trong ngày hôm nay tại nơi đây, ngồi trước mặt quý vị lại là cô Minh Liễu. Bốn mươi mấy tuổi rồi đã nhìn rất là nhỏ. Nhờ cái công phu tập luyện khí công và ngồi thiền niệm Phật tụng kinh mà cô đã thay đổi cuộc đời và những cái cách đối xử với gia đình của cô. Chị Trung Đạo không phải làm cho một người mà làm cho rất nhiều người cả Mỹ lẫn Việt ở bên đó, bên hải ngoại. Trung Đạo hướng dẫn cho người ta cách tu tập niệm Phật tụng kinh, cách luyện khí công để tự giữ mình thân thể khỏe mạnh. Trung Đạo dồn hết tất cả những gì mà học hỏi được từ còn thanh niên, mình chuyển hướng để hỗ trợ sự việc tu học của mình, không những lợi lạc cho bản thân mình. Năm nay Trung Đạo cũng rất là có tuổi, nhưng mà nhờ luyện tập thường xuyên cho nên sức khỏe rất là dồi dào. Bên Mỹ hầu như người ta cũng phải cần có cái bảo hiểm sức khỏe, riêng Trung Đạo thì không bao giờ dùng tới, chẳng cần bao giờ dùng tới. Trung Đạo không có tốn tiền bảo hiểm, nhờ luyện tập công phu dày dặn, siêng năng tinh tấn, an lạc hạnh phúc vui khỏe, trí tuệ minh mẫn. Hả, mình minh mẫn thì thân xác mình khỏe mạnh, thân xác khỏe mạnh thì trí tuệ minh mẫn. Hả, trí tuệ minh mẫn á, thì có nhiều cơ hội học hỏi, hiểu biết nhiều hơn, làm việc đắc lực hơn. Cho nên Trung Đạo khuyên các vị, bên cạnh việc tu học á, các vị nên bỏ một chút xíu thời gian để tập luyện khí công. Đây là một cái sự hỗ trợ lớn lao nhất mà các vị nên làm. Bởi vì chúng ta trí tuệ và sức khỏe là hai phước báo lớn nhất cho con người ta. Người thế gian gọi sức khỏe là vàng, nhưng đối với người tu tập á, sức khỏe là hột xoàng đó quý vị ơi. Đây là một cái nhà tinh khiết và phương tiện lớn nhất cho chúng ta trở về Pháp giới hoặc là trở về với Phật. Muốn phương tiện này lâu dài bền bỉ, chúng ta phải chăm sóc nó kỹ lưỡng hơn, quý trọng nó nhiều hơn. Không phải mình trau chuốt nó quá, nhưng phải chăm sóc nó trong miếng ăn, miếng uống, miếng ngủ, để mình có đầy đủ sức khỏe để tu học, để có cơ hội trở về với Phật. Đây là một cái nhà tinh khiết nhất mà mình phải chăm sóc nó. Hít sâu thở dài là chìa khóa của sức khỏe. Quý vị suy nghĩ lại coi, quý vị có thường xuyên hít sâu thở dài hay không? Hỏi lại mình coi, mình để cho nó hít tự nhiên thôi. Thật ra nếu mà quý vị hít thở có ý thức, hít thật sâu, thở thật dài, thì đời sống của mình nó dài ra. Nếu mình hít thở ngắn quá, chỉ tới gần cổ thôi, thì đời sống mình nó ngắn lại. Tại sao con rắn nó sống dai hơn con chó? Bởi vì con rắn nó thở chậm, thở dài. Con chó nó thở nhanh. Tại sao con khỉ nó chết sớm hơn con voi?
bởi con voi nó cũng thở rất là dài mà chậm. Tại sao con cá sấu lại sống dài 200-300 năm được? Bởi vì một nhịp đập của tim là một tiếng đồng hồ nó đập một cái, một tiếng đồng hồ đập một cái. Trung bình tất cả chúng ta thở một ngày là 21.600 lần. Nếu chúng ta thở nhiều hơn 21.600 lần, đời sống chúng ta nó thu ngó ngắn lại. Nếu chúng ta thở có ý thức sâu dài ít hơn 21.600 lần thì đời sống chúng ta nó dài ra. Cái dài không phải để hưởng thụ. Cuộc sống mình kéo dài ra để mình có nhiều cơ hội tu học hơn, tinh tấn hơn. Cho nên quý vị nếu có phương tiện, có cơ hội mà tập luyện thì nên cho phép bản thân mình nửa tiếng đồng hồ, 40 phút gì đó một ngày mình tập luyện, hít sâu thở dài. Đồng thời trong việc tu học cũng vậy, sức khỏe là chủ yếu. Nếu mình không có đầy đủ sức khỏe thì trí tuệ mình lo chiến đấu với bệnh tật không, không có thời gian để mà mình phát triển trí tuệ. Tại vì tất cả tư tưởng mình đều đổ dồn vô sự chống đối bệnh tật. Quý vị có hiểu ý thầy nói không? Thành ra chúng ta cố gắng tập luyện để mà sức khỏe mình có nhiều chừng nào thì trí tuệ mình nó thanh thản hơn, nó có nhiều cơ hội học hỏi hơn. Đồng thời bên cạnh việc tu học, quý vị cố gắng sống lạc quan một chút, cười nhiều hơn một chút, cười nhiều hơn. Cái cười này làm thay đổi cuộc đời của mình. Ở bên Mỹ á, người Mỹ nó gặp thầy nó nói gặp ổng là thấy hàm răng của ổng rồi. Thực sự đó, thầy đi tới đâu là có nụ cười tới đó. Chính nhờ cái nụ cười này thầy được tiếp đón một cách rất là nồng hậu. Bởi vì thầy đem cái sự an lạc hạnh phúc cho những người mà thầy gặp. Chính cái nụ cười này giúp đỡ cho thầy đi khắp đó đây mà thầy không biết mệt. Thầy đem sự an lạc hạnh phúc của chính bản thân mình. Sự an lạc hạnh phúc này do chính sự tu tập mà có, do cái tư tưởng sống an lành mà có. Nếu quý vị cho mình một cơ hội vui vẻ hạnh phúc thì quý vị có thể chia sẻ sự vui vẻ hạnh phúc này với người bên cạnh. Thầy mong rằng quý vị sẽ chia sẻ sự vui vẻ hạnh phúc này không ngừng nghỉ trong cuộc sống hàng ngày của mình. Bởi vì nó là một món quà lớn nhất trong sự tu học. Chìa khóa của sự tu học là an lạc và hạnh phúc. Nếu quý vị an lạc và hạnh phúc, quý vị tu học rất là tinh tấn. Đồng thời có một cái nữa xin nhắc quý vị là không nên giận hờn. Khi chúng ta giận hờn quá độ, tế bào trong cơ thể mình nó chết rất là mau, nó chết liên tục không ngừng nghỉ. Cái năng lượng nó dồn hết vào cái sự giận hờn đó, tế bào nó không được nuôi dưỡng đầy đủ. Mình càng giận chừng nào thì cái đầu mình nó càng mê muội chừng đó. Cái đầu càng mê muội, cái miệng càng nói tầm bậy. Càng nói tầm bậy thì càng tạo nghiệp ác. Mình là người biết niệm Phật, tụng kinh, biết ngồi thiền, biết ăn chay. Cái miệng mình là thần khẩu. Nếu quý vị dùng vào những việc lợi lạc cho bá tánh, hạnh phúc cho bá tánh thì cái miệng mình nó rất là có lợi. Còn nếu mà mình dùng những việc mà mình nói nặng, nói nhẹ hay là đay nghiến người ta, cái miệng trở thành ác khẩu. Nó hại cuộc đời mình kinh khủng lắm. Quý vị có nhớ câu là thần khẩu hại sát phàm không? Cái miệng kiện cái thân đó ha. Nếu mà cái miệng mình á, mà không giữ á, mình phóng ra một cái là nó ghim tùm lum tà la, là mình ôm hết. Khi mình phóng một trái banh mà có gai á, trong cái luật quả báo vũ trụ á, là 4 trái banh có gai nó trở về nó ghim vô mình gỡ không có hết. Trong 1 phút thôi cái đầu mình sẽ nghĩ 1.000 lần. Mà trong 1 giờ đồng hồ á, thì 60 phút tức là mình nghĩ 60.000 lần. Trong 60.000 lần này nếu mà mình nghĩ bậy không thôi, không có một tư tưởng nào tốt lành hết á, thì cái tư tưởng mình nó là vật chất, nó phóng ra không gian, đụng tận cùng vũ trụ, nó trở về theo cái luật quả báo của vũ trụ là 4 lần, nó trở về thành 240.000 lần. Tức là mình lãnh 240.000 quả banh gai đó, mình gỡ hoài cả đời không hết luôn. Thật ra nếu mà quý vị biết niệm Phật, tụng kinh, ăn chay, nên cẩn thận để ý những gì mà mình phát ra, cẩn thận để ý những gì mình suy nghĩ, cẩn thận để ý những gì mình đã làm. Trung đạo đã từng có kinh nghiệm trong vấn đề này rồi, đã từng hưởng cái sự đau đớn không cùng tận. Bản thân mình chứng nghiệm, đã từng đánh đập người ta mà vui vẻ trong sự đánh đập. Phóng năm 77 xong, trước đó đó ai mà tới nhà gõ cửa mời trung đạo đấu thì rất là hạnh phúc đánh người ta, vui vẻ lắm. Bởi vì cái anh kia rất là muốn bị đòn, mình cho nó, mình thấy vui vô cùng. Mà anh đó bị đòn rồi nhà cũng thấy vui lắm, phải đánh lộn được với ông này. Nhưng mà chúng ta đều lỗi lầm trong đó hết. Vì cái danh háo thắng muốn hơn thua, thành ra gặp nhau là đập nhau chẳng có gì vui sướng. Mà hồi đó lại hãnh diện mà đập người ta nữa chứ. Bây giờ nghĩ lại coi những việc làm mình nó hoàn toàn sai trái. Mình hồi lúc nhỏ không ai hướng dẫn nên mình không biết. Cho đến ngày hôm nay thì trung đạo kinh nghiệm rất là nhiều trong việc làm của mình. Đi khắp nước Mỹ,
đi về Việt Nam, ở đâu cần trung đạo sẽ đến, ở tỉnh nào ở Mỹ gọi phone trung đạo sẽ đến. Không phải làm để cầu lợi lạc cho bản thân. Mục đích trung đạo đi khắp nơi là để được cơ hội gõ vào cánh cửa tâm linh của từng gia đình một. Trung đạo chọn con đường này để chia sẻ sự lợi lạc mà mình đã thu nhập được trong sự tu học. Mục đích chính trung đạo đi khắp nơi là đánh thức cái từ tâm của người ta dậy. Mỗi khi nếu trung đạo mà không làm được việc cho họ, trung đạo không nhận tiền cúng dường của họ. Nếu trung đạo làm được, họ gửi cho trung đạo thì trung đạo sẽ chia sẻ lại, trở về đây để làm việc cho mấy em mồ côi, những người nghèo khổ. Trung đạo làm điều này không phải cầu mong cho mình, để cầu mong cho anh em của mình cũng chuyển hướng giống như mình. Mục đích chính của trung đạo là muốn chuyển hướng tất cả anh em của mình được trở về cuộc sống mình đang sống và đã sống. Cho nên khi trung đạo đi từng nơi, từng nơi, từng tỉnh một để gặp, chia sẻ với những Phật tử bên đó, trung đạo cũng ráng cố gắng gõ cánh cửa của họ cho họ thức dậy, cho họ phát một cái từ tâm mà chuyển hướng tu học giống như mình. Trong sự hoạt động này kéo dài trong cuộc đời trung đạo rất là nhiều năm, trung đạo mới thấy cái lợi lạc lớn nhất trong cuộc đời tu học của mình, làm việc của mình, là một khi mình đối xử tiếp xúc một bất cứ một bá tánh Phật tử nào, chúng ta phải bỏ tấm lòng ra, bỏ tấm lòng mình ra cho người ta. Không phải mình cầu một điều gì cả, mà mình chỉ mong cho họ mở cánh cửa từ tâm ra để chuyển hướng tu học, gõ cánh cửa tâm linh của họ cho họ thức dậy, để họ biết Phật pháp là gì. Trung đạo không ngại ngùng, cũng không ngần ngại đến nhà người ta để làm việc này. Xa xôi cỡ nào trung đạo cũng tới, và rất là hạnh phúc khi làm được điều này. Và trung đạo vẫn tiếp tục làm, đang làm và sẽ làm. Trung đạo mong rằng quý vị nên chăm sóc cho chính bản thân mình. Đầu tiên là sức khỏe, nên tập luyện nhiều hơn để giữ gìn sức khỏe cho mình, để có cơ hội tu học. Thứ hai, cố gắng sống lạc quan, vui vẻ, cười đùa, chia sẻ những cái an lạc hạnh phúc cho người bên cạnh. Đừng có giận hờn, đừng có nổi cáu, đừng có những hành động loạn tiếng nói mà đi nghịch lại sự tu học của mình. Mình nói mình thương người ta, hả, mình nổi giận lên là quên hết cái thương. Rồi bắt đầu mình có đủ lời ăn tiếng nói để mình cho nó đã ngư mình đó, đã cái lòng của mình, tạo nghiệp ghê lắm. Vâng, kính thưa bạch thầy, là thầy vừa trình bày, chúng con được biết thầy học võ từ 12 tuổi, là một võ sư đã rất lâu rồi, tập thái cực quyền này, rồi còn tập khí công nữa. Vậy bây giờ đây thầy có thể biểu diễn trước đại chúng một vài đường quyền được không ạ? Theo cái ý kiến của thầy chủ trì đó thì trung đạo kính mời cô Minh Liễu có ít lời phát biểu với lại đại chúng. Thì từ khi mà cô tập khí công, cô tụng kinh niệm Phật thì kết quả như thế nào, cô có thể cho đại chúng biết cái phương pháp mà cô đã tập luyện? Dạ con, tại con không biết là hôm nay con phải đứng trên đây để con hầu chuyện hay là con phát biểu ý kiến, sao không có sự chuẩn bị. Vâng, nên không cần đâu ạ, cô cứ nói tự nhiên. Không biết phải nói sao. Con thì hồi trước con không được gặp một vị nào để con học tu học gì cả. Thì con chỉ biết học cũng như là muốn luyện tập như thế nào để mình có một cái tinh thần minh mẫn, một cái thân thể khỏe mạnh. Thì con thì làm một cái ngành nghề để làm đẹp cho người ta. Thì mình nghĩ khi mình làm đẹp cho người ta thì chính bản thân mình cũng là một cái gương soi cho người ta trước. Con run quá thầy. Vì cái nghề nên nó tạo thêm cái tính mình. Mình tính mình thích như vậy thì mình có cái nghề đó. Nên con rất là thích là chăm chút và chăm sóc sức khỏe mình. Và thích làm đẹp cho người khác. Người ta vui là mình vui. Nên con ở nhà con tự có tham khảo một cuốn sách để tự thiền ở nhà. Nhưng mà khi mình nghĩ là mình thiền một mình á, mình không có ai chia sẻ, không ai dạy dỗ, không ai hướng dẫn á, thì nó sẽ không có đưa đến kết quả. Nên con có dịp nghe là chị con nói là được biết thầy trung đạo là ở Seattle có chị một cái anh đó, anh bị bệnh. Khi mà anh thiền á, anh thiền lâu năm rồi mà anh rất là có trí tuệ và rất có học, và anh ta rất là có sự hiểu biết rất là rộng, nên anh ta trở thành một cái tính cao ngạo. Bởi cái tính cao ngạo đó thì anh không có anh không có chịu kiểu như là nói chuyện với ai. Anh nghĩ anh đã cao cũng là
ảnh tu đã giỏi rồi, ảnh tu lâu năm rồi, thì không có ai để đủ trình độ để ảnh tâm sự hay là như thế nào. Đối với khi cả vợ của anh cũng vậy, anh không muốn nói chuyện, tại vì anh nghĩ là vợ của anh nó không đủ trình độ để hiểu những cái gì anh có. Nên một thời gian sau thì anh tìm như thế nào đó, anh bị nhức đầu kinh niên, và anh trở thành cái tính quên lãng. Anh đó là kỳ sư rất là giỏi, anh bị mất trí, không còn nhớ gì hết. Thì vô tình có cơ duyên, người chị á, thì có một người bạn thì là sư cô, thì có biết được qua thầy, thì có giới thiệu cho chị của con để làm quen với thầy. Thì thầy có gặp cái anh đó, và trong một thời gian ngắn thầy đã giúp anh đó lấy lại trí nhớ. Và cái được dịp đó thì chị của con có dịp làm quen biết với thầy, thì có giới thiệu cho một người chị của con ở Florida. Chị đó cũng tự tu thiền ở nhà. Và chị đó, chị của con thì tên là Phương, chị tu thiền cũng nhiều năm, nhưng mà chị bị nhức đầu hoài, chị không có kết quả. Mà cái mặt tối sầm, mà cái mặt buồn, mà cái chồng cái mắt thì nó sệ, mà cái mặt thì thâm. Nhưng mà con thì chứ có thể cái tính mình lạc quan, mình vui vẻ, thì con cũng tự tập thiền ở nhà thôi. Nhưng mà không biết là có cách làm như thế nào, chị chỉ nghe là có thầy biết về cách chữa trị về những người mà tu sai, thì thầy sẽ tới thầy hướng dẫn. Thì con ở bên Na Uy, con có nghe qua là ồ, nếu mà có thầy qua như vậy á, mình có dịp như vậy, tại sao mình không học, mình không bay qua bên đó để mình học. Nhưng mà con lại hỏi là không biết có tin thầy này không. Và khi mà qua thì gặp thầy, không, con không có tiếp xúc với những vị thầy chùa bao giờ, nên con không biết là phải cúi chào như thế nào. Vừa đón thầy, con vừa xuống trước thầy có một tiếng thôi, thì thấy thầy từ xa đã lại xá mình hết hồn. Nói trời ơi, giờ mình phải làm sao giờ, thầy cúi tới đâu mình cúi tới đó. Khi mà con qua con gặp thầy, thì ngày đầu thì thầy dạy cho khí công, rồi luyện tập rất là kỹ lưỡng, học mà từ thiền từ buổi sáng 4 giờ sáng, rồi thiền buổi chiều tối, rồi học khí công, rồi nói chung là một ngày tu học liên tục trong 10 ngày. Thì con thấy người con nó khỏe hẳn, vui vẻ, yêu đời, yêu người. Và khi con trở về tới Na Uy thì cái vấn đề khó khăn lớn của con là chồng của con. Chồng của con là người Na Uy. Ông này rất là ích kỷ và ghen tuông, rất là ghen. Con cười với ai cũng không được. Mà con làm cái nghề này là phải tiếp xúc với mọi người. Nếu mà mình, cái mặt mình chào quạo, mình khách nào tới, ai muốn cắt tóc. Mà con làm thì khách phái nam nhường phái nữ. Thì người ta rất là vui vẻ đến với mình, thì mình nghĩ là mình chỉ nói chuyện thôi, chứ đâu có mất đồng tiền nào đâu. Mình vui chứ ai cũng vậy thôi. Thì phái nam mình cũng vui như vậy, mà phái nữ cũng vui như vậy. Thì con nói chuyện rất là vui vẻ, thì anh chàng ta trở thành một cái tính rất là dữ dằn và rất là ghen tuông. Có một ngày đó thì ông ta sẽ đánh con, xí cổ, rồi làm đủ thứ chuyện hết. Không muốn cho con là cắt tóc cho phái nam, nói là chỉ cắt tóc cho phái nữ thôi. Ông không bằng lòng, ông đi theo mình như theo dấu chân chim vậy đó. Mỗi bước chân mình là ông đi theo dõi, ông để ý coi mình làm cái gì, mình hôm nay mình làm cái gì. Thì con thấy, cảm thấy rất là thấy khó chịu. Mà khi ông đánh con thì con cảm thấy là vui vẻ, nhìn lại ông mình cười. Cái ông xô con xuống đất. Con đứng dậy con cười lại tiếp tục, con nói, ủa, đã chưa? Cái ông tức quá. Ông giọng tay vô tường, cái tay ông sưng, cái con thấy vậy con lấy dầu bôi cho ông. Lấy dầu bôi cho ông, cái chút nữa quay con đánh mình tiếp. Lần này là xé quần áo. Cái đồng con mặc ông xé tan nát ra hết. Nhưng rồi ông bóp cổ, mà ông này cao 1m80 mấy, mà thử hỏi con có chút xíu à. Nhưng mà mình anh hùng, người ta đánh mình bôi dầu cho người ta. Nhưng mà sau khi cái trận đánh đó thì con quyết định là con ly thân với anh chàng này. Và con đã khăn gói lên đường. Mà trước cái ngày con đi á, thì là một đêm nói chuyện với anh chàng này rất là nồng hậu và rất là ân tình với nhau. Thì con cho anh biết là khi anh đánh tôi á, tôi không phải trả thù anh,
nhưng mà cái gì nó đánh anh nó sẽ dội ngược lại anh. Thì ngày hôm sau là ngày con lên đường, con đã chuẩn bị gói khăn gói hết rồi. Thì anh chàng này rất là ghen, mỗi cử chỉ hành động con mà con đi với mà anh này biết á, là con không có cơ hội sống lại. Con biết tính anh này rất là hung dữ và rất là ghen, ghen mà bệnh ghen chứ không phải là ghen không. Khi người ta thương thì ai cũng có cái máu ghen hết, mà cái ghen này là không có trí tuệ. Thì con nói mấy cái những người này thì mình phải hơi dùng thủ đoạn chút xíu thì mình mới sống. Nên con quyết định là ngày hôm sau con đã khăn gói con ra đi. Khi mà con ra đi thì cảnh sát có gọi anh này nói là vợ của anh đã ở một nơi rất là an toàn. Thì anh chàng ta bị một cơn sốc rất là lớn. Sau khi đó anh chàng chở một cái bình về đau bao tử, chảy máu, đau bao tử rất là nặng. Tại vì anh chàng yêu mình quá mà bỗng nhiên bị mất cái người mà mình yêu thì anh trở nên rất là đau khổ. Từ khi đó đó anh bị bệnh luôn. Thì cái từ cái đó con nghĩ là chính mình đánh người ta làm chi để cho tự mình gây cái bệnh. Mình vẫn vui vẻ, phong dung như thường. Thì nhưng mà cái nghiệp của con không biết làm sao nó nặng quá. Khi mà con bỏ đi được 3 tháng thì anh thấy gia đàn này năn nỉ rồi tùm lum ta. Con cũng ngu quá, con trở lại. Trở lại để tìm đau khổ. Nhưng cái đau khổ này, trong cái đau khổ mình tìm cái sung sướng khác cho mình. Là từ ngày gặp thầy thì con rất là siêng năng tụng luyện. Mỗi buổi ngày á, bất cứ một khi nào mà con không có thời gian á, một ngày đó con phải cho một cái thời khóa biểu là một ngày đó mình phải luyện tập, phải tập khí công. Thí dụ như ngày đó mà con không có rảnh á, ban đêm 12 giờ khuya hay 1 giờ khuya mình phải bắt buộc mình cái ngày đó mình phải có. Là mình không được là cái ngày đó mình nói thôi 12 giờ tối thôi làm biến khỏi tập. Tại mình tha thứ cho mình quá thì không được. Thì mình không bao giờ sẽ đưa đến cái thành công. Mình phải tự khó khăn với mình phải tự dạy mình. Không ai dạy mình bằng chính mình dạy mình. Cái thời gian nào con rảnh rỗi là con cứ đem cái chuông ra con gõ. Khi con mỏ ra con gõ thì ông chồng thấy rất là bực bội. Ông nói trời, từ ngày mày đi Mỹ giờ sao mà người mày lạ quá vậy. Tối ngày thấy ngồi tụng kinh với lại ngồi thiền với lại cái gì không à. Cái ông thấy có việc khó chịu quá, ông không chịu nổi. Thế là ông tắt đèn đi, ông cho ngồi tụng kinh nữa. Họ đang ngồi kéo ra, ông ra ông mi mình ra. Ông kêu đâu cần tập dữ vậy. Cái xong cái con nói là làm ơn tránh ra đi. Cái chuyện này con làm không phải là chuyện chơi. Nhưng anh ta không có nghe. Thì con cứ một mình là mình muốn mình phải đạt được, chứ không để cho cái lòng người khác người ta xoay chuyện mình. Thì cái đó mình mới thành công. Thì mà sau 2 tuần khi mình gặp khó khăn, con gọi cho thầy. Con nói là thầy ơi, sao con tụng mà ông chồng con không cho con, ông cứ gặp làm phiền phức con không à. Xong thầy nói cứ một tâm tụng niệm kinh đi, rồi xin chư Phật chư Thiên rồi phù hộ cho con, là cái ông này tránh xa con ra. Vậy con thấy vậy, con cái câu này có lý quá, con ngồi con cứ tập tụng niệm hoài. Thì sau có 2 tuần ông này thay một cái tính tình, thay đổi 180 độ luôn. Ông không làm phiền, ông không nói, không một cái cử chỉ nào khó chịu hay là bực bội gì với mình hết. Anh chàng này rất là rất nhìn mình một cách rất là tôn kính, tôn trọng như thế nào đó. Anh chàng không bao giờ dám đụng đẩy tới mình nữa. Vâng, cảm ơn cô Minh Liễu rất nhiều. Kính thưa đại chúng, như cô Minh Liễu vừa trình bày thì cô vốn biết được Phật Pháp là người sơ cơ đến đạo. Nhưng dù sao cô cũng đã tìm được cho mình một điểm tựa vững chắc và biết được phương pháp tu tập, nên sự lợi ích đã đến với cô thật thiết thực như cô vừa trình bày. Còn bây giờ kính mời đại chúng hãy trở lại với chính mình để chúng ta cùng mời thầy cho tệ hạ thỉnh giáo dài chiêu.
để kết thúc chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 18, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tín có đôi lời nhận định về trường hợp của thầy Trung Đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Chứng Minh, kính thưa thầy Trung Đạo, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 18 này, quý Phật tử đã được nghe thầy Trung Đạo nói về cuộc đời quá khứ cũng như hiện tại của mình. Qua đó chúng ta được biết thầy vốn là người gốc Thiên Chúa Giáo, từ thời niên thiếu đã từng học trường La San tại Kon Tum. Tuy sống nhiều năm trong sự giáo dục của Chúa, nhưng thầy vẫn chưa thỏa mãn và khát khao tìm chân lý. Như một quy luật tự nhiên, một người đi tìm kho báu, đào bới nơi này không được, phải tiếp tục đào bới nơi khác. Thế là thầy đã cất công đi tìm chân lý và đã tìm hiểu một số các tôn giáo, cuối cùng tìm được kho báu Phật pháp. Từ đó thầy đã chuyển hướng cuộc đời, tu tập theo lời Đức Phật dạy và đạt được rất là nhiều an lạc. Vốn là người võ sư nên trong thời gian tu tập, thầy đã kết hợp pháp môn tu tập với khí công và đã luyện tập từ bản thân mình có được nội lực, sức khỏe và an lạc. Đồng thời thầy cũng đem những kinh nghiệm tu học của mình chia sẻ, giúp đỡ cho rất nhiều người vượt qua bệnh tật cũng như những chướng ngại phiền não trong cuộc đời. Và điển hình vừa nãy chúng ta đã được nghe cô Minh Liễu đã nói lên lòng biết ơn của cô đối với thầy đã hướng dẫn mình có được kết quả rất tốt đẹp. Từ khi Đạo Phật ra đời cho đến nay, những lời dạy của Đức Phật giống như dòng nước mát dịu, đi tới đâu làm thấm nhuần xanh tươi cây cỏ tới đó. Đạo Phật không chủ trương dùng vũ lực, tiền bạc, tình cảm để ép buộc, mua chuộc hoặc dụ dỗ người theo đạo. Điển hình thời Đức Phật còn tại thế, có một nhà triệu phú tên là Upali. Ông ta trước đây theo một bậc đạo sư học đạo, thế nhưng cũng chưa thỏa mãn được với giáo lý của thầy mình chỉ dạy. Ông được nghe Đức Phật và đã đến học tập. Sau một thời gian, ông ta xin quy y với Đức Phật. Lúc đó Đức Phật mới nói với ông: này Upali, ông là một người có địa vị trong xã hội, khi làm một việc gì ông phải hết sức cẩn thận. Sau khi nghe Đức Phật dạy như thế, Upali liền bạch với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, nếu con đi đến một vị đạo sư khác xin quy y thì những đệ tử của vị đạo sư này sẽ kiều con lên và đi khắp thành phố ca ngợi, tuyên bố với mọi người rằng nhà triệu phú Upali
đã bỏ vị đạo sư kia theo thầy của mình. Thế nhưng Đức Phật Ngài lại khác. Ngài còn khuyên con phải nên cẩn thận trước khi quyết định một vấn đề. Lời dạy của Ngài khiến con càng cung kính, tôn trọng và một lòng xin quy y với Đức Phật. Sau đó Đức Phật khuyên Ubali, mặc dù ông đã quy y Tam Bảo, nhưng luôn luôn phải tôn trọng, cung kính cúng dường những bậc đạo sư trước đây của ông. Quả là Đức Phật thật tuyệt vời. Lời dạy của Ngài thật cao quý và chứa đựng đầy tình người. Hiện nay trên thế giới rất nhiều người tri thức thuộc các tôn giáo khác cũng đã chú ý và tìm hiểu Phật Pháp, thực hành theo lời Phật dạy. Họ đến với Đạo Phật bằng tấm lòng khát khao tìm cầu chân lý, với một tinh thần tự giác, tự nguyện. Đến với Đạo Phật không phải vì ép buộc, vì tiền bạc hay vì tình cảm. Chúng ta diễm phúc là người con Phật, đã có viên ngọc trong chéo áo lại không biết. Có một số người lại đi lang thang để tìm một cái thiên đường ảo tưởng đâu đâu. Chúng ta có một cái viên kim cương rất quý giá, thế mà cũng có một số người lại vì ham cục kẹo mà đánh đổi lấy cái viên kim cương. Thật là đáng tiếc. Và như quý vị cũng đã thấy, thầy Trung Đạo sau khi xuất gia theo con đường của Đức Phật, thầy đã tìm được rất nhiều hạnh phúc an lạc và đã đem những cái điều mình tu học đó chia sẻ với tất cả mọi người. Đặc biệt là thầy đã kết hợp được phương pháp tu với luyện tập khí công. Và đây là những bước rất căn bản để giúp cho chúng ta đi đến chỗ thân tâm an lạc. Như thầy đã trình bày, thân thể có khỏe mạnh, tinh thần mới minh mẫn. Nếu thân thể mình nay đau mai ốm thì chắc chắn rằng cái tinh thần của chúng ta cũng khó có thể an lạc, cũng khó có thể tu tập. Cho nên như thầy cũng nói, sức khỏe không phải là vàng nữa mà là kim cương. Vậy thì chúng ta tu học làm thế nào đó kết hợp được vừa thân và tâm. Về thân, không gì hơn thầy khuyên chúng ta phải hít sâu, thở dài, đó là nguyên tắc. Quý vị hôm nay nhớ được cái câu đó, hít thật sâu, thở thật dài. Nhưng mà hít sâu không phải là mình hít ào ào đâu. Khi mà quý vị ngồi niệm Phật thì chúng ta vừa niệm vừa hít vào, từ từ hít cho đến khi nào mà mình hít không nổi nữa. Quý vị hít vào thì phải phình bụng ra, hít cho đến khi nào mình cảm thấy mình không thể hít được nữa, lúc đó cứ từ từ thở ra. Thở cho đến khi nào mình không thở nổi nữa thì lại hít vào. Đó là một cái phương pháp hít sâu thở dài. Ngoài ra nếu quý vị học được một vài động tác khí công thì chúng tôi thấy đó là một cái cách luyện tập cơ thể thật là tuyệt vời. Và thầy đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng hơn 30 năm thầy chưa uống một viên thuốc và cũng không có tốn tiền bảo hiểm. Còn mình thì cứ lai rai ha, lai rai bệnh. Đó là những cái kết quả rất là thực tế. Mong rằng quý vị nên lưu ý về vấn đề luyện tập hơi thở
kết hợp với niệm Phật. Khi chúng ta vừa niệm Phật, vừa thở thật sâu, thì những cái phương pháp này chư tổ mình đã dạy rồi. Là niệm Phật gì? Niệm Phật kết hợp với hơi thở, hít vào. Hít vào từ từ, mình hít niệm Nam Mô Di Đà Phật 1, Nam Mô Di Đà Phật 2 cho đến 10, có thể đến 20. Rồi sau khi đó mình lại thở ra Nam Mô Di Đà Phật từ 1 cho đến 20 chẳng hạn. Chứ tổ đã dạy rồi nhưng mà quý vị không để ý đó thôi. Thì thay mặt ban tổ chức xin chúc mừng Thầy Trung Đạo đã biết chọn cho mình một con đường chân chính, đã tìm thấy chân hạnh phúc trong giáo lý Đức Phật, đã và đang đem những lợi ích có được trong sự tu học của mình để chia sẻ, giúp đỡ cho những người lầm đường quay về chính đạo, và để họ cũng có được hạnh phúc, lợi ích, an lạc như Thầy. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng Thầy. Trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thầy luôn được pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ và Phật sự viên thành. Kính chúc đến toàn thể quý Phật tử luôn tinh tấn tu học. Nam Mô A Di Đà Phật.